Các bác thân mến, hôm nay lên chia sẻ các con giống yêu thương cho toàn thể các bác. Có nhiều bác bảo chú bán ít mặt hàng quá, thế này thì khó mà cạnh tranh được. Thì trong cũng thời gian vừa qua thì cũng chỉ bán những cái mặt hàng quốc dân và một số hàng nó trôi nổi ở trên thị trường, có nghĩa là được giới chơi lan ưa chuộng trong nhiều năm nay. Thì trước kia các bác cũng biết rồi, họ đổ xô về làm lan va, rồi các mặt bông lan C cao cấp. Có những mặt bông không lan C được nhưng lại đẹp hơn những cái mặt bông cao cấp, thì họ sẽ đổ xô vào những mặt bông cao cấp, chạy theo đám đông xu hướng. Và có những người thì thất thu mất nghiệp, có những người thì kiếm được bát cơm to. Đó, ngày xưa thì những cái bông hồng nguyên thủy này cũng rất là khủng khiếp, thời điểm cao đến 25 triệu một sen như các bác đã thấy. Thì những cái giò này trước kia thì một cái cây như thế này là khoảng 25 triệu lúa non. Đó, thì cái thời điểm bây giờ nó đã trở về với cái giá trị đúng cái người đam mê. Đó, cái giò này nguyên thủy hôm qua còn rất là nhiều hoa, đã bán cho một bác khách rồi. Hôm nay thì gửi đi cho bác to đấy. Đóng cái giỏ này thì thực sự cũng rất là to và vất vả. Và trong cái video hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ cho các bác nhà mình những cái mặt hàng đa dạng và phong phú, rất hợp lý và yêu thương. Đó, đây đang sắp xếp để trồng lại các bác. Thực ra rất nhiều mặt hàng, đó, đa dạng và phong phú. Bác nào mà sưu tầm thì ú em. Đó, địch quả lá mít các bác nhìn đã phê pha chưa? Quá phê pha luôn. Mít ngắm quanh năm, thực sự rất đẳng cấp những cái dòng mít như thế này. Đó, hôm nay chia sẻ cho các bác mới cái mặt hàng quốc dân, bình dân, từ cao đến thấp. Và tiếp tục còn vài chậu yên thủy, có nhiều bác là không thích yên thủy, các bác thích tầm cao. Tầm cao thì nó nhỏ nhưng nó to tiền. Nhưng chậu yên thủy này thì hôm nay em vẫn chia sẻ cho các bác là 100.000 chậu các bác, 100.000. Bác nào mà sưu tầm cái con giống gì thì alo cho em. Ở đây em vẫn còn 4 chậu chia sẻ cho các bác là 100.000 một chậu. Đó, một chậu này thời điểm đỉnh điểm của nó là vào 1 tỷ các bác. Thực sự là 1 tỷ luôn. Một cái thân như thế này là em nhớ là một, em bán 1 tỷ một cái thân như thế này. À, 500 triệu cái thân như thế này. Đó, thì tương đương giò này là 1 tỷ, từ 800 đến 1 tỷ một giò. Đó, và bây giờ chỉ còn 100.000, có nghĩa là nó tụt xuống hàng nghìn lần địa ngục. Đó. Và hôm nay tiếp tục em sẽ chia sẻ những cái con giống cho các bác chưa có sưu tầm. Thì đây là một cái đơn số 1. Một cái đơn hồng phù hoa, một trong những mặt bông rất đẹp, rất hot. Nó là vua của các loại hồng. Xin nhấn mạnh với các bác nhà mình là vua của các loại hồng. Hôm em chia sẻ với các bác là 1.500.000 đồng. Đó. Đơn số 2 là 1 triệu đồng, vua của các loại hồng. Đơn số 3 là một đôi bà đê cu, một mầm gốc khỏe đẹp, chia sẻ cho các bác là 2 triệu đồng. Đơn số 3 bà đê cu cũng chia sẻ cho các bác là 2 triệu đồng. Và đơn số 17 một đơn cờ đỏ rất đẹp, chia sẻ cho các bác mình 2 triệu đồng. Đó, 2 triệu đồng. Và đơn số 16 là một đơn năm trắng cố hương, hôm nay em chia sẻ cho các bác là 150.000 đồng. 150.000 đồng, rất nhiều kỳ trên thân. Đó. Đơn số 15 vẫn là cố hương, đơn này là 250.000 đồng. Hôm nay em sẽ để cho các bác nhà mình giá là 200.000 đồng. Rất đẹp, rất là rất nhiều kỳ trên thân. Đó. Tiếp theo là một cái đơn số 17 năm cánh trắng Juret, rất đẹp, một thời tiền tỷ, bây giờ chỉ còn 600.000 đồng. Em sẽ để cho các bác là 600.000 đồng, lấy các bác 500, các bác cân nhắc tài chính. Đơn số 16 cũng là một đơn Juliet, lấy các bác 600.000 đồng, cũng chia sẻ 500, các bác cân nhắc tài chính. Đơn số 15 hồng sao hỏa 250.000 đồng,
hai mầm gốc đẳng cấp luôn, quy rất nhiều trên thân đó, và trên này là nụ, hai nụ 250.000 đồng. Hồng sao hóa thì một thời nó cũng rất oanh liệt, và hiện tại thì nó cũng đang rất là ít giống. Một đơn hồng Phú Quốc đẹp khỏe, mầm gốc phê luôn, chia sẻ cho cô chú các bác nhà mình, giá là 300.000 đồng. Tiếp theo là em sẽ lộn quay lại số 13 Ngọc Xuân Cước, chia sẻ 250.000 đồng, rất vừa tiền. Và đơn số 12 Ngọc Xuân Cước cũng là 300.000 đồng. Đơn số 11 Năm Trắng Thảo Chi, hôm nay em chia sẻ cho các bác là 2 triệu đồng. Và em sẽ để cho các bác mình một cái giá là 1.600.000 đồng. Đơn số 10 Vĩnh Khang, một bi mầm gốc rất đẹp, rất lực, chia sẻ cho các bác mình là 1.200.000 đồng. Bác nào sưu tầm lấy các bác 1 triệu đồng. Người Đẹp Không Tên, 2 triệu đồng. Cây này thì khá lực, khá khỏe, khá đẹp, chia sẻ cho các bác mình là 1.900.000 đồng. Một Em Bảo Duy, 2 triệu đồng. Cây này 3 mầm gốc đẹp phê pha luôn các bác, thực sự rất đẹp, 3 mầm luôn, chia sẻ cho các bác là 2 triệu đồng. Cũng chia sẻ cho bác là 1.900.000 đồng. Tiếp tục là đơn số 7 Bảo Duy vừa tiền, một mầm gốc đẹp, chia sẻ cho các bác nhà mình giá là 500.000 đồng. Đơn số 6 Bảo Duy, đơn này 2 mầm gốc, chia sẻ cho các bác cô chú là 600.000 đồng. Có những thời đỉnh điểm các bác biết không? Ví dụ như cái đơn số 6 này nó lên đến 9 tỷ đồng các bác ạ. Thực sự một cái giá nó quá ảo, khiến người chơi hoang mang và khiến dân làng cả nước xôn xao, cộng đồng mạng xôn xao. Và nhớ là một ông anh mua 10 tỷ 500 to hơn một chút này, cổ đông 8 người. Thời điểm năm ngoái có một ông anh đến giả 600 triệu một cái giò đó, và bây giờ hầu như mất trắng tay. 10 tỷ 500 triệu, 8 người cổ đông, một ông anh nhớ kỷ lục. Cũng như một cái đơn Thảo Chi này, một giò Thảo Chi là giá 40 tỷ đồng, này cố thêm 2 tỷ là 42 tỷ không bán, và ngày hôm qua phải bán đi với giá là 6 triệu đồng, nhưng to hơn rất nhiều. Đó, thì sự khủng khiếp ảo tưởng. Tiếp tục đơn số 5 Bảo Duy, chia sẻ cho các bác mình 500.000 đồng. Cây này thì nó có 2 mầm gốc các bạn, đó đang lên rất là vừa tiền. Và các bác sưu tầm thì liên hệ cho em. Đơn số 4 Bảo Duy, đơn này cũng một mầm gốc và một mắt chưa lên, chia sẻ là 500.000 đồng. Còn mắt trâu thì một thời cũng đình đám, cũng một kỳ như thế này vào khoảng 1 tỷ 2 quay đầu, hôm nay chỉ còn 200.000 đồng. Đó, đơn số 2 cũng là 200.000 đồng mắt trâu, và đơn số 1 là 150.000 đồng. Đó, mọi chi tiết các bác còn có nhu cầu thì alo cho em. Còn với mắt vào đây khu này là 2 triệu đồng. Đó, còn nhìn thấy thì em để cho các bác là 100.000 đồng. Đó, và em xin chào tất cả các bác nhé.